Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chờ đợi thì vòng 1/8 cúp C1 châu Âu sẽ trở lại vào giữa tuần này và chúng ta sẽ được thưởng thức những cái cặp đấu rất là hấp dẫn ở cái vòng đấu này. Sau đây mình xin điểm qua lịch thi đấu của vòng 1/8 cúp C1 châu Âu lượt đi như sau. Vòng 1/8 cúp C1 châu Âu lượt đi sẽ diễn ra trong các ngày từ ngày 15, 16, 22 và 23 tháng 2. Trong ngày 15 tháng 2 thì sẽ diễn ra hai trận đấu. Vào lúc 3 giờ AC Milan đối đầu với Tottenham và Paris Saint-Germain đối đầu Bayern Munich. Trong ngày thứ năm 16 tháng 2, Club Brugge đối đầu với Benfica, Dortmund đọ sức với Chelsea cũng vào lúc 3 giờ. Trong ngày thứ tư ngày 22 tháng 2 thì Liverpool sẽ đối đầu với Real Madrid trên sân vận động Anfield. Frankfurt đối đầu với Napoli. Vào ngày 23 tháng 2 sẽ diễn ra hai trận đấu lượt đi còn lại, đó là Leipzig đối đầu với Manchester City và Inter Milan đối đầu với Porto. Sau đây mình xin đi nhận định qua về các cặp đấu này. Ở trận đấu đầu tiên giữa AC Milan với Tottenham, có thể nói rằng đây là cặp đấu khá là cân sức cân tài. Trong ngay sau khi có kết quả bốc thăm thì người ta rất chờ đợi cái màn đối đầu này, khi mà huấn luyện viên Conte của Tottenham sẽ đối đầu với đội bóng của quê hương mình. Trong thời gian vừa qua thì AC Milan và Tottenham đều có cái phong độ không thực sự tốt ở giải đấu quốc nội. Họ liên tục nhận những kết quả không thuận lợi cho lắm. Đặc biệt là AC Milan trong 4-5 trận đấu gần đây thì họ chỉ có được một chiến thắng thôi, còn đâu là toàn thua và thậm chí còn thua với tỷ số rất là đậm. Trong khi đó thì Tottenham, cái bộ mặt của họ cũng không thể hiện được tích cực là bao, và họ cũng đã có những kết quả rất là thất vọng. Đặc biệt là mới đây nhất thì họ đã thua 1-4 trước Leicester City ở vòng 23 giải Ngoại Anh, trong một trận đấu mà hàng thủ chơi rất là tệ. Trước đó thì mặc dù đã đánh bại Manchester City với tỷ số 1-0, nhưng mà cái màn trình diễn thua 1-4 trước Leicester City thực sự rất đáng báo động khi mà đối đầu với AC Milan ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung ở trận đấu này thì AC Milan đá trên sân nhà ở lượt đi, cho nên là đội bóng của Italia sẽ phải tận dụng tối đa cái lợi thế sân nhà của mình để mà giành cái kết quả thuận lợi trước khi trở về nước Anh. Đây là cặp đấu rất là khó đoán, và ở thời điểm hiện tại thì Tottenham có cái lợi thế đó là huấn luyện viên Conte là một người Italia và ông rất hiểu bóng đá Italia. Còn những cái yếu tố còn lại thì Tottenham không mấy nhỉnh hơn AC Milan, và trận đấu này mình đang thiên về một kết quả hòa trên sân San Siro. Trong khi đó thì ở trận đấu thứ hai giữa Paris Saint-Germain với Bayern Munich là cặp đấu có thể nói rằng là đây là trận chung kết sớm của giải đấu. Tại sao lại nói lên như vậy? Bởi vì trong hình của Paris Saint-Germain thì có rất nhiều cầu thủ chất lượng thế giới rồi, Messi, Neymar, Mbappe. Trong đó thì Bayern Munich chưa bao giờ là yếu cả. Đặc biệt ở sân chơi cúp C1 châu này thì hùng xám xứ Bavaria luôn thể hiện được cái năng lực của mình, một đội bóng của lá cờ đầu của nước Đức. Và đây là một cái cặp đấu mà rất là khó đoán định. Ở trận đấu lượt đi thì Paris Saint-Germain được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên đây chưa chắc là cái lợi thế của đội bóng nước Pháp đâu, khi mà ở trận đấu này thì Messi để ngỏ khả năng ra sân, còn Mbappe thì dính chấn thương. Trong khi đó thì Neymar mỗi khi mà PSG kỳ vọng vào họ ở cầu thủ này ở sân chơi cúp C1 châu thì Neymar chưa giờ thể hiện được đúng cái năng lực của mình cả. Đặc biệt là sau những cái thời gian mà cầu thủ này sinh nhật là có phong độ không tốt đâu, cho nên là ở trận đấu này PSG sẽ phải đề cao cảnh giác. Phong độ của PSG trong những trận đấu gần đây cũng không tốt khi mà họ thua hai trận liên tiếp. Trong khi đó thì hùng sáng xứ Bavaria Bayern Munich thì lại có những kết quả rất là ấn tượng. Do đó thì cái phong độ trái ngược này cũng là một cái lý do mà khiến cho các cổ động viên của PSG phải lo lắng. Nhưng mà dù sao ở trận đấu này khi mà PSG được thi đấu trên sân nhà thì họ sẽ phải cố gắng tận dụng cái lợi thế của mình, bởi vì làm khách trên đất Đức chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất cứ đội bóng nào ở châu Âu, chưa nói là Paris Saint-Germain. Cho nên là đây là trận đấu cực kỳ khó khăn với PSG. Nhưng mà nếu như PSG chơi phòng ngự tốt thì họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng tối thiểu trước Bayern Munich. Tất nhiên là phải chơi tốt. Còn trong cái trường hợp mà vẫn thi đấu bạc nhược như hai trận đấu vừa qua thì khả năng mà PSG thua ở trận đấu này là tương đối cao chứ không phải là không. Trong khi đó thì ở trận đấu thứ 3 diễn ra vào ngày 16 tháng 2 giữa Club Brugge với Benfica, đây là cặp đấu khá cân sức cân tài. Cả hai đội bóng này thì chơi rất là tốt để góp mặt ở cái vòng 1/8 này.
Và Benfica là một đội bóng mà thường xuyên có mặt ở Cúp C1 châu Âu nhiều hơn là Club Brugge, và cái thành tích của Benfica cũng tốt hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Club Brugge đang thể hiện được cái bộ mặt rất là tích cực, và nếu như chơi đúng với cái năng lực của mình, với cái phong độ mình mà đã thể hiện ở vòng bảng, thì Club Brugge hoàn toàn có thể chiếm lợi thế trước Benfica trong trận lượt đi để trước khi trở về Bồ Đào Nha để tái đấu. Trận đấu tiếp theo đó là cuộc so tài của Dortmund với Chelsea. Đây là trận đấu mà nếu như ngay sau lễ bốc thăm thì người ta cán cân lực lượng và người ta đánh giá là Chelsea là bốc phải lá thăm rất là thơm, đúng không ạ? Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì không hẳn là như vậy, khi mà Chelsea đang chơi rất là tệ, phải nói thẳng là như vậy, đang chơi rất là tệ ở giải đấu quốc nội. Họ liên tục nhận những cái thất bại và những cái trận hòa, mặc dù đầu tư mua sắm rất là nhiều tiền ở những kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông vừa qua, nhưng mà cái thành tích rất là tệ. Trong mấy trận đấu gần đây thì Chelsea toàn nhận những cái kết quả không tốt thôi, cho nên là Chelsea đang thực sự là đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó thì Dortmund ở mấy trận đấu gần đây thì lại phong độ rất là cao. Trong 6 trận đấu gần đây thì Dortmund đều có cái thành tích toàn thắng, một cái tín hiệu rất là tích cực. 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì chiến thắng rất là tích cực, và trận đấu gần nhất là chiến thắng 2-0 trên sân của Bremen, làm cái bàn đạp rất là tốt. Có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại Chelsea đang rất dễ bị tổn thương, và Dortmund hoàn toàn có thể tận dụng cái cơ hội này để mà khiến cho đại diện của nước Anh gặp khó khăn và chịu bất lợi trong trận lượt đi. Mình nghĩ rằng Dortmund có thể giành được lợi thế trước Chelsea ở lượt trận lượt đi này để mà làm cái bàn đạp, làm cái vốn để cho trận lượt về tái đấu trên đất Anh. Trong khi đó thì trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, đó là vào ngày thứ tư, ngày 22 tháng 2, cuộc so tài của Liverpool với Real Madrid. Đây cũng có thể coi là một trận chung kết sớm của giải đấu, khi mà hai đội bóng này có thực lực rất là mạnh ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cả Liverpool và Real Madrid đều có những cái vấn đề khác nhau. Liverpool thì đang chơi rất là chật vật, rất là khó khăn ở giải Ngoại Anh, và đó là lý do đội bóng này vẫn đang chỉ nằm ở top 10 thôi. Nhìn chung thì cái cơ hội vô địch, đua vô địch của Liverpool mùa giải năm nay gần như là rất là hẹp rồi. Họ bây giờ để cố gắng đua ở top 4 thì cũng đã rất khó khăn rồi, chứ đừng hy vọng để đua chức vô địch nữa. Cho nên họ sẽ dồn sức cho cái đấu trường còn lại, và đặc biệt là đấu trường UEFA Champions League này. Cho nên là trong mở cái thế đường cùng thì Liverpool có thể làm bất cứ điều gì, và họ hoàn toàn có thể gây ra những cái rắc rối cho Real Madrid. Về phía Real Madrid thì mặc dù giành chức vô địch FIFA Club World Cup ấy, nhưng mà ở giải đấu La Liga, giải đấu quốc nội thì Real Madrid đang chứng lại, nhất là sau khi các cầu thủ trở lại sau vòng chung kết World Cup 2022 thì Real Madrid đã chơi không tốt, và hiện tại thì Real đã bị Barcelona bỏ xa tới 11 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch rồi. Một cái khoảng cách rất là lớn mà rất khó để săn lấp. Quan điểm mình ở mùa giải này thì Real Madrid sẽ khó mà vô địch được La Liga. Đấy, cho nên là họ sẽ phải dồn sức ở những cái đấu trường khác, và đặc biệt là đấu trường mà họ sinh ra để chinh phục như đấu trường Cúp C1 châu Âu này. Và gặp Liverpool thực sự là miếng ghép rất là khó khăn đấy, là đối thủ rất là khó chịu đấy. Nhưng mà trong cái ký ức của Real Madrid thì họ là đội mà luôn được hưởng niềm vui chiến thắng trước Liverpool. Trong 8 lần so tài gần nhất ở sân chơi danh giá nhất lục địa già thì Real đã giành 5 chiến thắng và 1 trận hòa, và chỉ thua có 2 lần thôi. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại thì Real phong độ xuống, nhưng mà nếu như để mà so sánh thì vẫn hơn Liverpool. Cho nên là nếu như mà Real Madrid mà chơi đúng với cái năng lực của mình thì Real Madrid hoàn toàn có thể có được cái kết quả có lợi ngay trên sân của Liverpool. Tất nhiên là Real phải chơi tốt, chứ không phải là đá vật vờ như ở La Liga. Mỗi khi nhạc hiệu của Cúp C1 vang lên thì Real Madrid luôn biết cách để mà nhảy múa, để mà công hiến cho khán giả và không làm người hâm mộ mình thất vọng. Và mình tin tưởng vào việc mà Real Madrid có thể giành lợi thế trước Liverpool trước khi tái đấu trên sân Bernabeu ở trận lượt về. Trong khi đó thì trận đấu còn lại giữa Frankfurt với Napoli là cặp đấu mà cũng rất đáng chờ đợi, khi mà Napoli thực sự là một đội bóng rất là ấn tượng mùa giải hôm nay. Theo quan điểm mình, Napoli có thể tiến sâu ở giải đấu hôm nay là vì ở giải đấu quốc nội thì coi như Napoli đang chặn một tay vào chức vô địch rồi, khi họ bỏ rất xa đối thủ bám đuổi, đặc biệt là khi mà Juventus bị trừ tới 15 điểm nữa.
Frankfurt thì trong thời gian gần đây thì phong độ cũng cũng bình thường, cũng không không phải quá cao nhưng không phải đến nỗi tệ. Nhưng mà trước khi vòng đấu này, trước khi đối đầu với Napoli thì họ lại bị FC Köln đánh bại với tỷ số 3-0, nhưng nó ít nhiều ảnh hưởng về mặt tinh thần. Trong đó thì Napoli đã có chiến thắng vang dội 3-0 để mà củng cố vững chắc cái ngôi đầu bảng Serie A của mình. Nhìn những gì mà Napoli thể hiện ở vòng bảng thì mình nghĩ rằng thật khó cho Frankfurt có thể tạo nên cái bất ngờ ở vòng đấu này, ngay cả khi họ thi đấu trên sân nhà. Cho nên là trận đấu lượt đi này thì có chăng Frankfurt có thể gây ra khó khăn một chút cho Napoli thôi, còn việc mà có được kết quả thuận lợi trên sân nhà của mình là sẽ rất là khó đối với đại diện của nước Đức. Mình tin tưởng vào một kết quả có lợi cho đại diện đến từ Serie A. Trong ngày thứ năm ngày 23 tháng 2 thì sẽ ra hai trận đấu còn lại. Cuộc so tài giữa Leipzig với Manchester City là một cuộc so tài mà cũng khá là duyên nợ, khi mà hai đội bóng này cũng đã gặp nhau một số lần ở cúp C1 rồi. Theo thống kê thì đã gặp nhau hai lần, đúng không ạ? Thì mỗi đội giành một chiến thắng, và đặc biệt là Manchester City đã có chiến thắng 6-3 ở cái mùa giải 2021, một chiến thắng rất là đậm. Và thời điểm hiện tại thì Leipzig nếu như để mà so sánh với Manchester City thì đương nhiên bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Việc họ lọt vào tới vòng đấu này đã là một cái thành công đối với Leipzig ở mùa giải năm nay rồi. Cho nên là dù được thi đấu ở sân nhà trận đấu này, và dù Manchester City đang có phong độ không quá là thuyết phục, nhưng mà mình nghĩ rằng Manchester City sẽ biết cách để mà giành chiến thắng trên sân của đối thủ, và qua đó nhẹ nhàng đánh bại đối thủ ở trận lượt về để giành vé vào tứ kết mà thôi. Sẽ rất khó cho Leipzig ở lượt đấu này. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng đó là cuộc so tài giữa Inter Milan với Porto. Thực tế mà nói thì đây là cặp đấu cũng cũng khá là cân sức cân tài, và Inter Milan thì mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn một chút, nhưng mà Porto cũng chưa bao giờ là đối thủ mà dễ dàng khi mà đối đầu với các đội bóng của Serie A. Bằng chứng là trong 4 lần so tài gần nhất thì Porto cũng đã có được một chiến thắng, một trận hòa và để thua Inter Milan hai lần. Thực sự thì về cơ bản thì Inter Milan gặp Porto là một cái lá thăm dễ thở rồi, nên là họ buộc phải đánh bại thôi, và cái cơ hội rất lớn để đánh bại Porto thôi. Nhưng mà nếu như muốn đánh bại được Porto thì phải phải chơi tốt, chứ phong độ của Inter Milan trong thời gian gần đây cũng không quá cao đâu, và họ cũng thi đấu cũng không thực sự là thuyết phục. Nhưng mà việc mà được thi đấu sân nhà ở trận lượt đi này thì mình nghĩ rằng Inter Milan sẽ có được cái chiến thắng với cách biệt có thể nói là khả năng là tối thiểu để mà làm bàn đạp cho trận đấu lượt về diễn ra trên đất Bồ Đào Nha. Đó là những nhận định của mình về các trận đấu lượt đi của vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về các tỷ số trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày về các giải đấu như là cúp C1 châu Âu, giải Ngoại hạng Anh, V-League và một số giải đấu khác nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.